Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm Tiền 8.0 sẽ gần đến mình dự án chương trình iRep của Token XCK. Khi tham gia chương trình mình nhận được 20 Token các bạn. Và mình thông báo các bạn, bạn nào chưa chơi cái kèo mà kèo WeChat của bạn này, các bạn chơi đi bạn, còn sắp kết thúc ngày 8 tháng 3 kết thúc các bạn. Kèo này là kèo ngon thiệt tình, mình đánh giá kèo ngon các bạn. Khi tham gia các bạn nhận được 16 hết XTBT bằng 16 hết các bạn, làm nhiệm vụ của chút rồi. Rồi mình sẽ mở Telegram ra, mình chatbot với XV coi nha bạn. Mình đi Dota, Dota cha. 7 cộng 10, 7 cộng trừ 13 là gì trời? 7 cộng trừ 13 bằng 20. 7 cộng trừ 13 bằng âm 56 thì trai vậy ông nội không biết đường. Rồi gì là cái đó các bạn. Sau khi tham gia vào nhận 20 tục cần, một ghép là 2 tục cần XCA các bạn. Rồi các bạn join cái Telegram các bạn. Join cái Telegram thứ nhất của nó nè. À mình join rồi các bạn ơi. Các bạn thoát ra mà. Các bạn join kênh channel thứ hai của nó nè. Rồi các bạn join vào các bạn. Phan đem coi giá tôi cần này sao ta. Còn 100 tôi cần CK bằng 50S. Bởi vì là con này giá nó 0.5 hả ta. Con này 0.5 20k là khoảng 10 đô các bạn. Thôi kìa. Các bạn follow theo word và retweet. Rồi các bạn bấm vào hết fan. Các bạn chờ chút nha các bạn, mạng lót hết chậm các bạn. Rồi các bạn xem và coi con này mình có tham gia chương trình kèo nào mà theo dõi người ta. Rồi các bạn like cho nó vài bạn nha các bạn. Rồi viết lại cho nó một cái bình luận cứu sinh em mình nha các bạn. Chắc lại bình luận nè. À, không. Rồi các bạn test lại một cái bình luận các bạn. Rồi các bạn thoát ra các bạn. Join kênh Telegram channel thứ ba của nó các bạn. Rồi các bạn join vào các bạn. Rồi các bạn thoát ra các bạn. Rồi các bạn follow kênh theo word của nó các bạn. Listen. Và đi tích comment, thầy vơ follow và đi tích comment. Rồi các bạn theo dõi các bạn. Các bạn like cho nó một hai bài nha các bạn. Rồi các bạn test nó là cái bình luận đi bạn, đi tiếp cứu sinh em của mình đi. Rồi các bạn test lại nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào submit để xanh. Rồi các bạn ghi username theo word của mình giao. Đã không. V. Đã không win chứ. V này là H9. 2 4 6 8 rồi các bạn gửi các bạn no reviewed out table và bot and table reviewed listen rồi các bạn copy no reviewed bot and you table name reviewed and you reviewed. Và các bạn chào một chút các bạn.
Cái này là nó kêu mình ra bot cái UGL mà mình request lại trên cái server mình ấy các bạn. Cái link request server mình ấy đâu ta. Request nè. Thế chờ request các bạn bấm vào đây các bạn. Các bạn lấy lại, qua đang lấy lại các bạn ơi. Test giờ trả lời rồi, còn qua bên test trả lời các bạn. Rồi các bạn chia sẻ các bạn. Các bạn sao chép đến theo quên các bạn. Các bạn làm ai góp kệ, mình làm chậm chút mà nó kỹ các bạn ơi. Chứ làm ai góp chịch nó không trả. Không trả tôi cần về. Các bạn dán vào các bạn. Rồi các bạn lấy địa chỉ với EC20 qua bên chút qua liệt các bạn. Giờ mình thông báo cho các bạn luôn các bạn. Tốc cần win này về các bạn, dự án này còn làm được các bạn. Ngày mà bữa nay còn làm được nè. Nay mơ là còn làm được. Ngày 19 là kết thúc rồi. Rồi các bạn copy địa chỉ với TH của mình các bạn. Rồi. Các bạn qua mở Telegram rồi các bạn bắt cho các bạn. Rồi, các bạn bấm vào balance xiên các bạn. Rồi các bạn lấy đường dép chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Con này mình sẽ cập nhật một thông tin tiếp theo của dán con này các bạn. Cũng như là việc rút tiền và việc lít sạn các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.